Chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh địa Samsung. Đây, bữa nay giới thiệu đến em tiếp tục bộ sưu tập ghép hình đây. Gì đây anh em? L, D, S, S, viết tắt của cụm từ lãnh địa Samsung nha anh em. Đây, mình sẽ giới thiệu đến em bộ ghép hình cực mềm luôn nha. Galaxy S8 nhỏ gọn, siêu phẩm đến từ tương lai nha anh em. Dòng này là sở hữu viên pin 3000 nha, thiết kế ngoại quan ok. Mặt kính cong nha anh em. Con này là cong tràn viền vô cực. Đây, on-way display đầy đủ luôn. Tính năng chỉ có trên iPhone 14 Pro Max thôi nha. Đây, trên con này đã có rồi nha, on-way display, xem giờ, xem màn hình luôn, mở khóa. Dòng này là tần số quét màn hình là 60Hz nha anh em. Màn hình 5.8 inch, chuẩn 2K nha. Camera F1.7 nha. Con này là sở hữu chip Snapdragon 835. Chip này vẫn còn đánh game mượt nha anh em, vẫn còn sử dụng thao tác ok, cảm ứng mượt mà. Đây, bữa nay để tới anh em 7 cành nha, 700 cành nha anh em, 700 cành sở hữu một Galaxy S8 đó. Anh em nào có thể mua nguyên bộ luôn, về ghép hình thoải mái nha, 800 cành, 700 cành nha anh em. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha,